Xin chào các bạn, và hôm nay tôi sẽ làm một cái video, một cái thí nghiệm nho nhỏ nhé. Chúng ta trả lời một cái câu hỏi chắc là rất là cụ thể và rất là thú vị, phải không? Là thí dụ một câu hỏi rất là cụ thể: PHP framework nào đang được tuyển dụng nhiều nhất ở Hà Nội? Đang được, và tôi nói ở cái thời điểm đầu tháng 10, cuối tháng 9 đầu tháng 10 2015 nhé, là cái thời buổi tôi đang làm cái video này. Ok, và chúng ta thử làm nhé. Thì cái tôi nói cái phương pháp chúng ta làm như thế nào là chúng ta vào cái file, cái trang tuyển dụng, ví dụ một cái trang, ví dụ như tôi mà vào cái trang JobStreet này nhé, và ấn vào đây rồi, và ở Việt Nam này, ví dụ một cái đây là một trang, chúng ta làm nhiều trang nha, chúng ta thử thử cái trang này, và chúng ta thử gọi là cái gì nhỉ, tìm việc này, ấn vào cho tìm việc này chẳng hạn, ví dụ như thế nhé, và ta gõ vào đây là cái gì, ấn vào chỗ nâng cao này nhé, bạn nhập từ khóa, tôi nhập từ khóa PHP chẳng hạn, và địa điểm thì tôi ấn vào đây là Hà Nội chẳng hạn. Ok, xác nhận này, và tôi tìm ngay được không? Và các bạn sẽ thấy là có một trang, hai trang, ba trang, rất nhiều trang đúng không, năm sáu trang đúng không, sáu trang thì tất nhiên là các bạn sẽ lấy được các cái địa chỉ này đúng không, và chúng ta sẽ tìm trong sáu trang, và chúng ta sẽ download tất cả những cái tức là một riêng cái trang này nó phải 60 cái việc bàn rồi chẳng hạn, ví dụ như thế đúng không nào? Và chúng ta làm khoảng chục trang như vậy. Ồ, tôi đang nói cái gì? Như vậy là cái cách tôi đang nói về cái phương pháp mà chúng ta triển khai, chúng ta sẽ tìm từ khóa là PHP Hà Nội, và với khoảng 10 trang nhé. Vừa rồi tôi nói về một trang thôi, và cách tương tự chúng ta làm đấy, và chúng ta lấy được tất cả các cái URL về tuyển dụng của các cái URL của các bài báo và download. Thì các bạn viết một cái chương trình nho nhỏ về dùng Kern hoặc cái gì đấy, và các bạn download tất cả full text nhé, cái trang đó. Các bạn sau đó thì các bạn ném nó vào cái Elasticsearch, và các bạn dùng full text search, và các bạn đưa vào tên các framework, và các bạn thống kê xem là thằng nào nó nhiều nhất nhé. Và bây giờ chúng ta cùng làm nhé, được không? Và chúng ta cùng làm và cùng xem là cái framework nào, cái tỷ lệ nó được lựa chọn là bao nhiêu. Bây giờ thì tôi sẽ đây, ở trong Reddit này tôi đã download được khoảng sorry. Trong Reddit này tôi sẽ đã download được khoảng 700 bài đây này nhé. Khoảng 700 bài được không? Nó có những cái đây, nó có cả MyWork và tuyển dụng, rồi Việt Nam Úc, Navigos, rồi JobStreet này, nó khoảng một chục trang, và nó khoảng 700 bài báo hiện đang tuyển dụng cho PHP Hà Nội chẳng hạn. Có thể trong đấy nó có một vài một có một một cái sự trùng lặp nào đó, thì tất nhiên là nó có một cái sai số nhất định, có thể bài nọ nó đăng lại hay là cái gì đó tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà chúng ta hãy xét một cái mẫu số là 700 bài, và bây giờ chúng ta search nó xem là bao nhiêu bài thì người ta có cái từ code Ignite, hoặc là bao nhiêu bài thì có Symfony, Cake, PHP hoặc Zen Framework gì đấy, chúng ta thử nhé. Thì tôi đã download tất cả những cái thứ đó và tôi ném nó vào Elasticsearch, và bây giờ tôi sẽ ấn vào Elasticsearch nhé. Elasticsearch thì đây tôi đã làm một cái viết một cái chương trình, sau đó tôi chuyển sang Elasticsearch và tôi chỉ connect xem có ok không? Đây rồi, và chúng ta cùng query nhé. Thì các cái bài báo ở trong này và chúng ta thử xem là Laravel chẳng hạn nhé. Tôi bỏ cái tiếng Việt đi cho nó dễ. Laravel đúng không? Và chúng ta cùng search nhé. Các bạn nhìn thấy không? Nó là 38, và tôi sẽ ghi lại những cái số này nhé. 38, và tôi sẽ ghi lại cái số này. Cái kết quả của mình tôi sẽ ghi ở chỗ này nhé. Là gì? Đấy, kết quả là Laravel, tôi cứ tắt thôi. Là 38 trên 700 đi nhé. Được không? Và tiếp theo chúng ta thử nhé. Chúng ta thử nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ thử thôi. Là cái gì nhỉ? Đâu rồi, cái browser này. Chúng ta gõ một cái từ thứ hai là cách chẳng hạn, PHP, và chúng ta search, kết quả là 57 nhé, mà thời gian chỉ có 22 mili giây thôi, rất nhanh đúng không? Các bạn rất thích cái Elasticsearch này nhé. Và chúng ta lại cái gì vào đây là cái gì cách nhé, thì bằng bao nhiêu nhỉ, tôi vừa nói là bao nhiêu, chúng ta có 57 57 trên 700. Và chúng ta sang đến gì chẳng hạn, thì chúng ta có cái gì? Và tôi gọi vào đây là gì? Search 86. Anh chàng này có vẻ được ưa chuộng này đúng không? 86 86 nhé.
Được chưa nào? 86 và đến là một thứ nữa. Ví dụ là chúng ta thử xem có ngay tên. Rồi. Ngay tên này. Và thử thử đây này, chúng ta thử xem nhé. Chúng ta thử tìm lại xem có chính xác không, con ép này ở đây này. Chúng ta thử gõ gì ở đây nhé. Enter này. Thì các bạn thấy nó có những cái chữ G ở trong này. Đây đây G này đúng không? Cách ở G này. G là gen này thấy không? G này. Rồi đến là cái gì gì đấy đúng không? G này đúng không? G này, đây là những cái bài nội dung vào tuyển đấy đúng không? Đấy là chúng ta có thể kiểm chứng là bài nào nó cũng có phải có cái từ khóa đấy nhá. Được chưa? Ok. Và tiếp theo chúng ta xem tiếp nhé, rất là thú vị. Và cứ làm như vậy thì thôi được rồi, tôi cùng làm với các bạn luôn, không thì lại làm lại. Và bây giờ chúng ta thử cái từ này, copy ta gõ hết vào đây đã. Ví dụ gen rồi đến gì nhỉ, gen framework rồi symphony symphony còn là fancon nữa đúng không, fancon. Có thể tôi quên cái gì đấy thì các bạn có thể nhắc và chúng ta có thể làm tiếp nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ copy cái từ khóa này, copy và chúng ta chuyển sang cái browser vào cái tiện mục. Các bạn thấy này, giờ tôi sẽ chuyển sang đây và tôi copy công tuần vi Greenwriter chẳng hạn sợ. Và chúng ta có 74 cũng khá là phổ biến rồi. Greenwriter chúng ta sẽ chuyển sang đây gọi là 74. Và gen mà chúng ta đến trong gen này. Copy và chúng ta ném sang browser. Search. Và chúng ta có 119 nhá. Copy. 119. Symphony chẳng hạn. Symphony. Rồi chúng ta gõ xem đây. Search. Và kết quả là 53 trong 30 mili giây nhé, 53 rất là nhanh. Tên gì? Ồ, 53. Được không? Và cái gì? Fancon nhỉ? À, Symphony đây hay là Fancon? Sorry. Symphony là 53 đúng không? Và cuối cùng là chúng ta có Fancon. Tôi gõ thẳng vào đây này. Chuyển qua chuyển lại. Copy. Fancon PHP nhé. Để thử xem này. Sorry. Fancon. Fancon nó viết như này. Sorry. Search. Và chúng ta có 10 nhé. Có thể tôi còn quên một vài cái framework nào đó, nhưng mà tôi nghĩ đây hình như là cũng là những cái thứ mà rất là phổ biến rồi. Và có thể tôi còn chưa nhắc đến một vài cái framework nào đó, nhưng mà tạm thời các bạn nhìn thấy cái độ phổ biến chưa? Chúng ta thấy thứ nhất là đến gen này nha. Người ta gen rất là cổ nhưng mà người ta vẫn thích gen. Và lần sau đến nha gì gen và gì đấy, các bạn nhìn thấy không? Và sau đó thì là đến Greenwriter cũng không kém gì nữa. Gen G rồi Laravel, tôi còn chưa nói đến Laravel nhỉ. Laravel đây là 38 mà cách đây, cách đây các bạn đã nhìn thấy. Đây là cái kết quả này hoàn toàn là thực nghiệm nhé, không cần dựa vào đâu cả. Các bạn thấy là gen vẫn là rất là nhiều người vẫn cứ rất là tuyển dụng, rất nhiều gen này được tuyển dụng nha. G này, rồi có như này, Term này, Symphony này, cách PHP vân vân. Và như vậy là qua cái thí nghiệm rất thú vị này, chúng ta nhìn thấy cái thực hiện nó rất là hiển nhiên. Tôi còn chưa search với cái mấy cái keyword của Hồ Chí Minh, nhưng mà thôi tạm thời tôi sống ở Hà Nội, tôi cứ quan tâm đến những cái việc công việc Hà Nội chẳng hạn. Như thì chắc là chúng ta có thể có một bài nào đó tôi có thể so Hà Nội và Hồ Chí Minh xem cái sự khác biệt nó như thế nào. Và chúng ta có thể là bài sau chẳng hạn tôi sẽ cho một cái thí nghiệm về cái này về Hồ Chí Minh chẳng hạn, được không? Và như vậy là hôm nay tôi đã trả lời với các bạn một cách rất là trực quan và hoàn toàn không có cái bias gì cả nhé. Nghĩa là gì? Tôi làm một cách rất là gì? Rất là gọi là khách quan trung thực, và cái mặc dù cái phương pháp của tôi rất là đơn giản. Và chúng ta nhìn thấy là gì? Có thể trên 700 này, có thể các bạn cộng những cái số này lại nó không đến 700, đúng không? Nó có thể đây tất cả những cái công việc về PHP, những công việc khác nó không liên quan đến framework nào, nó có thể là WordPress rồi, nó có thể là gì nhỉ? Bằng cái cách này chúng ta cũng có thể trả lời ở Joomla, WordPress hay là Drupal chẳng hạn, thì cũng có thể thực nghiệm một cách với search với Joomla. Tôi thử nói luôn, và tôi thử search với cái này nhé. Nhân tiện chúng ta thử làm một vài thí nghiệm tiếp nào.
Và chúng ta nói về WordPress chẳng hạn nhé, WordPress và Joomla, chúng ta thử so sánh Joomla. Và một cái nữa là cái thằng Drupal nhé. Nào, WordPress chẳng hạn, chúng ta có so sánh ở đây là WordPress. Và chúng ta có một à? WordPress rất nhiều chứ. 290 á, chúng ta thấy WordPress thì là 290. 290. Và Joomla này. Và chúng ta thử xem là Joomla. Anh Joomla nó viết là như này nhé, Joom chứ nhỉ, chứ có đâu có phải Joom kia, Joomla. Và search. Và 70 nha. 70 Drupal chẳng hạn. Drupal search và 74. Như vậy là các bạn bằng một vài cái chúng ta cứ biết được cái sự hâm mộ hoặc là cái sự tuyển dụng của những cái framework này như thế nào. Thế còn cái kết luận là tùy thuộc vào các bạn, và tôi chỉ đưa ra một vài cái con số thống kê đơn giản nhất nhé. Tôi cũng còn chưa sắp xếp và các bạn này, đây là một cái kết quả, và đây là một cái kết quả các bạn nhìn thấy bạn chúng ta có một vài cái hình dung về cái thị trường tuyển dụng ở Hà Nội, và cũng có thể đấy cũng là có thể là một cái bức tranh chung của Việt Nam chăng. Tôi chưa làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thì cái thực nghiệm rất đơn giản, chúng ta download và chúng ta đưa vào Elasticsearch và chúng ta có cái kết quả như vậy. Ok.